Chào các bạn, đây là video đầu tiên trong khóa học lập trình web với Disengo. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập môi trường và cài đặt các phần mềm cần thiết để chúng ta có thể thực hành trong khóa học. Thì trong khóa học mình cũng đã chuẩn bị sẵn cho các bạn một cái file HMD này. Các bạn có thể nhấn vào Mình nhấn Open Review ha để chúng ta xem cái file tài liệu như thế này. Và trong đây mình cũng đã liệt kê ra các phần mềm cần thiết trong khóa học. Các attention và một số lưu ý cho các bạn ha. Đầu tiên về phần editor thì mình đang xài là thằng Visual Studio Code và trong khóa học này mình cũng hoàn toàn thực hành và hướng dẫn trên cái thằng visual này ha nếu mà bạn nào đang xài giống mình đó, thì quá là ok rồi còn nếu mà bạn nào đang xài khác mình đó, thì các bạn tự tin mình có thể xài tốt với trình thông thảo đó thì hắn xài ha còn không thì cứ xài theo mình để quá trình học của các bạn được chân chu hơn ha thì nếu mà bạn nào chưa biết xài thì có thể tham khảo tại bài viết này ha mình cũng đã để đường link trong đây thì trong cái bài viết này á, cũng đã có những cái video và những cái hướng dẫn cho các bạn nè có một video hướng dẫn cơ bản và tiếp tục là những video hướng dẫn tự tạo có lệnh tự tạo snippet nè và liệt kê các phím tắt để cho các bạn có thể làm việc hiệu quả hơn cuối cùng là có rất là nhiều attention hữu ích cho lập trình viên mà các bạn có thể tham khảo ha và nếu khi mà các bạn sử dụng cái thằng Visual Studio Code này á thì có cả một cái cuốn sách cho các bạn để các bạn học và khai thác tối đa cái thằng Visual Studio Code này ha rồi cái phần mềm thứ hai mà các bạn cần cài đặt đó là phần mềm Python ha thì trong lúc mà mình quay video hướng dẫn này á thì mình đang sử dụng thằng Python 3.11.3 thì các bạn nên sử dụng từ thằng này trở lên đó ha, được sử dụng phiên bản thấp hơn ha. Và tiếp theo là cài dùm mình thằng Sam và lúc mà mình quay video này thì mình cũng đang xài 8.2.4 rồi ha. Về thằng Python á thì các bạn sẽ vào trang chủ của thằng Python nè, các bạn download về ngay tại đây ha và chúng ta sẽ cài đặt như bình thường thôi. Nhưng mà cũng có một số lưu ý cho các bạn là mình bấm cài đặt ha. Rồi, tại đây á, các bạn lưu ý dùm mình nè, các bạn phải tích cái add Python SE quát này ha. Nếu mà các bạn không tích vào đây á thì các bạn sẽ không thể nào sử dụng được những cái dòng lệnh của thằng Python ha. Rồi, các bạn sẽ tích vào đây dùm mình và nhớ install now thôi. Rồi. Về cái thằng Sam á, thì chúng ta sẽ lên Google và chúng ta sạc nè, Sam. Rồi, chúng ta sẽ vào cái trang đầu tiên và vào đây á thì chúng ta sẽ thấy được cái phần download và chúng ta bấm vào download về thôi Rồi các bạn bấm vào đây mà nếu mà nó chưa download cho mình đó, thì các bạn bấm vào click như ở đây nè để cho nó chủ động download cho mình ha rồi cái thằng Sam này thì các bạn cứ nhấn nét và cài đặt như bình thường thôi ha không có gì khó hết tiếp theo là một số cái tinh sần cầu thiết để các bạn có thể thực hành ha thì đầu tiên là thằng bài thanh thì mình cài cái gói bài thanh của Microsoft ha rồi tại đây á, mình sẽ nhấn install thì bạn nào mà đã có bài thanh rồi thì chắc chắn sẽ biết cái này ha rồi thì nó đã install xong tiếp tục là mình sẽ cài cái thật đi single này rồi mình cũng sẽ search đi single và cũng nhấn install rồi xong hết rồi cuối cùng là cái này không bắt buộc hết các bạn cài cũng được mà không cài cũng không sao hết khi mà các bạn cài cái này á thì mình sẽ tạo cái folder này mình để chữ app một cái là nó có cái icon để mình nhận diện liền cái folder này folder app này đó nó có những cái icon rất là đặc biệt để mình có thể dễ dàng mình nhìn vào và mình biết cái đó là folder gì ha rồi một số cái lưu ý nè nên sử dụng editor giống mình để học hiệu quả hơn cái này mình đã nói rồi ha rồi nên sử dụng một cái profile riêng để học cái vấn đề này á là như thế này rồi ha các bạn thấy nè, mình tạo rất là nhiều profile ha và ở cái profile này á mình sẽ không cài bất cứ cái tên sành nào vào đây hết bởi vì khi các bạn cài cái tên sành vào á thì cái mạng component element nè, đôi khi nó có những cái phần tử HTML mà không liên quan đến cái trang web của mình nhưng mà nó lại xuất hiện trong cái sổ HTML này. Tại vì những cái extension đó nó đã thêm một số cái thành phần vào ha. Thì làm mình rất là rối khi mà mình vào đây xem và chỉnh sửa giao diện hay là có một số cái thao tác kiểm tra gì đó ha. Mặc dù mình đang làm backend nhưng mình vẫn có đụng đến những cái thằng HTML CSS này để mình đổ dữ liệu ra mà giao diện ha. Cho nên các bạn tốt nhất là đừng cài attention nào vào đây hết và tốt nhất là các bạn sẽ tạo một cái đồ file Chrome mới để các bạn thực hành ha rồi như vậy chúng ta đã chuẩn bị xong các công cụ và các phần mềm cần thiết để có thể thực hành và xây dựng một số các sản phẩm với thằng đi sinh vô ha rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video sau